Mình đã trở lại rồi đây các bạn, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái thế giới khủng long như vậy, hay còn gọi là giải cứu những chú khủng long khỏi những cái đống đồ khổng lồ. Wow, đó là nhiều cái chú khủng long khổng lồ nó bị mắc kẹt của khổng lồ các bạn. Wow, lần này mình giải cứu khá là thân nha. Wow, chút quá. Wow, và đây mình có một con voi ma bút khổng lồ luôn kìa các bạn. Wow, mình có nguyên một chiếc voi ma bút khổng lồ với cái đồi chị các bạn ngồi chưa về cái nhà của nó cực kỳ rộng lớn luôn nha. Nó có một cái màu trắng rất là đẹp luôn kìa các bạn. Oh, và đây mình có một con voi khổng lồ các bạn, nó đang đứng nó đang cát tùm lum kìa các bạn. Đó, con voi khá là to lớn nha, rất là đẹp luôn, ngầu cực kỳ luôn các bạn. Và đây là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus các bạn. Để cảm ơn My vì đã trợ giúp ta khỏi cái đám bùn đó, ta sẽ giúp My hỗ trợ được hai chú khủng long, kéo hai chú khủng long ra nha. Còn khủng long bạo chúa của mình đây rồi, nhìn rất là ngầu luôn. Nhìn đã chưa kìa, nó đang ăn một con gì các bạn. Đây, có sự trợ giúp của T-Rex rồi các bạn ơi. Đây. Đây, và Stegosaurus chúng ta đây, nó có một cái màu hồng rất là đẹp luôn, những cái lá gai như vậy. Quá wow, nó nhảy xuống rồi. Đấy, rất là đẹp luôn, ngầu chưa? Ông Stegosaurus đang nắm nhậu được con ngồi các bạn, hai bên lên lầu và quyết liệt luôn các bạn. Wow, gục gục hay gục liền luôn các bạn. Và đây, wow. Ở đây nó vừa giải cứu được một con Bachycephalosaurus các bạn, một chú khủng long sở cái đầu khá là cứng. Nó đây là một chuyện mà chú khủng long sở cái đầu rất là cứng luôn nha, ngầu chưa các bạn. Ở đây chúng ta có gì đây, một chú Bachycephalosaurus vừa có tiếng ra khỏi cổng, có vẻ như khuôn mặt của nó khá là lạ lẫm đó các bạn. Đó, nhìn nó ngầu chưa kìa, quá là đẹp luôn nha. Và bạn đây làm đúng video kèo và cảm ơn nguyên lực lần nữa. Trước mặt các bạn là mô hình khủng long Spinosaurus với cái phần miệng dài cực kỳ luôn các bạn. Chú khủng long này sở cái bộ cái bay lưng của nó rất là dài luôn nha, ngầu cực kỳ luôn. Đó, đẹp chưa, cái miệng dài để bắt cá rất là giỏi luôn. Con này rất là to lớn, trong ba con khủng long to lớn này cũng là đi sử nha. Con Spinosaurus đang bắt cá thì các bạn nhìn nó ngầu chưa kìa, một chú khủng long khá là to lớn nha. Đó, và đây là mô hình khủng long Tyrannosaurus với cái sừng khá là nhỏ, miệng há rất là bự luôn các bạn. Hai cánh tay lại khá là nhỏ các bạn, quá đẹp luôn. Đây chúng ta có một cặp Tyrannosaurus đang đi các bạn, nhìn rất là xịn luôn nha. Đó, con Stegosaurus thì các bạn quá là đẹp luôn, cái khủng long rất là nhỏ nhắn mà nhìn nó khá là dễ thương luôn các bạn. Wow, mình có cả một con ngựa luôn nè. Wow, và đây là mô hình của một chú ngựa này các bạn. Wow, chú ngựa quá đẹp luôn, cái dáng đứng của con ngựa các bạn cực kỳ ngầu luôn nha. Đó, nhìn con ngựa đẹp chưa kìa. Chú ngựa vàng chạy rất là nhanh trên một cái vòng cỏ khổng lồ luôn nha các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa kìa. Ở đây mình có một con hổ chạy rất là nhanh luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và đây là nai sừng tấm các bạn, một mô hình nai sừng tấm với cái sừng khá là nhỏ luôn. Cái sừng nó bám chặt vào tay mình luôn các bạn, ngầu chưa? Quá đẹp luôn các bạn, con nai sở hữu màu xanh quá. Ở đây mình có được một con nai với cái sừng rất là ngầu luôn nha, nhìn nó đẹp chưa kìa. Đây mình có gì đây? Wow, và ở đây mình có được một con Beta Ceratops các bạn. Wow, chú khủng long phải nói sự tấm kiên trên cái khuôn mặt như thế này. Nó có ba cái sừng khá là ngầu, đẹp chưa?
Ceratops này các bạn. Wow, chú khủng long sở hữu cái khuôn mặt lên như một tấm khiên khổng lồ, thấy không? Như cái tấm khiên khổng lồ bảo vệ cái mặt đấy các bạn. Hai chú theo nào. Một chú khủng long khác có sừng luôn này. Tyrannosaurus, một trong những loài khủng long với khuôn mặt lắm sừng này nó khá là nhiều cá trên đầu luôn các bạn. Wow, nhìn đẹp lắm các bạn thấy. Để mình xem như rõ này đó. Nguyên cái lằn màu xanh của nó kìa, đẹp chưa? Luôn nha. Qua đây là Stegi Moloch kìa bạn, quá là ngầu luôn nha. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa, màu sắc phải nói là siêu đẹp luôn. Ha. Wow, con tinh tinh bị lúng nó sọc quá đẹp chút. Wow. Đây, và đây mình có một con tinh tinh màu đen. Wow, và đây là mô hình chú tinh tinh của mình đây các bạn, cái mỏ nó chui thì ghét chưa kìa. Wow, một con tinh tinh khổng lồ màu đen nhìn rất là ngầu luôn nha. Đó, nhìn cái lớp lông trên người nó kìa, đẹp cực kỳ luôn các bạn. Đó, quá nét luôn. Oh, ở đây mình có nhìn này. Đây, và đây là Triceratops, một con tam giác lông ba sừng. Triceratops màu sắc của nó là quá là tuyệt vời, với màu vàng luôn các bạn. Nét của nó thì khỏi phải nói luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, chú khủng long ba sừng của mình nó quá là ngầu luôn kìa các bạn. Oh, xịn chưa. Và đây mô hình tê giác màu xám nha, với hai cái sừng khá là nhọn, và chú tê giác của mình nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Đó, rồi bây giờ con tê giác phải nói là rất là ngầu, với cái sừng khá là nhọn luôn á. Màu sắc của nó này, độ nét của nó này nha, này cực kỳ nét luôn. Lên được thành công con nhân khổng lồ này. Mình phải rửa thật sạch nha các bạn. Wow, con này nó dính quá này. Và trước mặt các bạn là Indominus Red các bạn. Wow, đây là một con khủng long rất là to lớn, được lai tạo trong phòng thí nghiệm nha. Sở hữu cái hàm răng phải nói là siêu sắc bén luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Nhìn kìa, gai của nó kìa các bạn, chạy dài khắp người luôn các bạn. Con khủng long được lai tạo này có khả năng thay đổi màu sắc thì có môi trường rất là ngầu luôn. Stegosaurus luôn. Đó. Và thấy chưa? Đây là một cái găng tay khủng long khổng lồ Stegosaurus rất là đẹp luôn, cái miệng nó cao đường luôn kìa các bạn. Rất là ngầu luôn nè, đó. Con Stegosaurus nó quá là ngầu luôn nha. Cái không này các bạn. Đầu của cái này. Wow. Ở đây mình tiếp tục cái gì đây? Đây là Velociraptor này các bạn. Wow, một con Velociraptor có những cái vàng ở trên cái lưng của nó nhìn rất là ngầu luôn kìa các bạn. Chạy phải nói là nhanh cực kỳ nha. Đó. Đây. À, và đây là chân của nó, một tam giác lông khổng lồ luôn. Phần đầu của nó là ngầu chưa kìa. Nó có ba cái sừng khá là nhỏ màu vàng các bạn. Các bạn, wow, và trước mặt các bạn là một mô hình khủng long Dilophosaurus nha. Con khủng long có hai cái màng rất là ngầu luôn, khi nó là miệng khủng long to lớn nhất, nó phân hai cái màng ra và nó buông ra để chặn. Gặp những con nhỏ hơn thì nó sẽ lao vào nó cắn các bạn. Con này nó khôn lắm luôn, nó sẽ tránh những con tác hại lớn hơn mình. Nó có một cái màu đỏ da này các bạn, nhìn đẹp chưa? Mô hình nó quá là nét luôn á chứ, quá đẹp luôn các bạn. Lego mà hôm nay chúng ta làm được khá là nhiều cái khủng long. Ta sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Wow, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo, và chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu cho chúng khủng long tiếp theo nha.